Và ngay lúc này thì chúng tôi đã nhận được các kết nối tiếp theo của quý thính giả. Alo, xin chào vị thính giả. Dạ vâng, em chào anh ạ. Dạ vâng, chuyên gia đang lắng nghe thính giả đấy ạ. Vâng. Cháu chào bác ạ. Bác ơi, cháu là cháu thường xuyên hay bị mất ngủ này. Cháu không ngủ được, như là người lúc nào cũng lo lắng, bồn chồn ấy, cảm giác rất là mệt mỏi ấy, thì cháu đi khám ấy thì cũng bị là trầm cảm ấy. Cháu xem thông tin thì thấy có rất là nhiều bệnh nhân cũng hiện tượng như cháu ấy, cũng đều cũng như kiểu trầm cảm ấy, thì họ đang dùng kim thần thang, họ dùng tốt lắm, nhưng mà cháu lại còn thêm cái bị dạ dày nữa, thì bác tư vấn giúp cháu được không, cháu có thể uống được nó không ạ? Dạ vâng, và xin mời chuyên gia Dương Trọng Hiếu có thể tư vấn cho vị thính giả có vẻ rất trẻ của chúng ta. Cảm ơn bạn có câu hỏi cho chương trình. Trong cái thành phần của kim thần khang ấy mà, thì nó có 8 vị. Thì ở đây đối với bệnh dạ dày chỉ có một vị là cần lưu ý một chút, tức là cái cao viễn trí. Cái cao viễn trí nó vừa an thần, thế nhưng mà nó lại kích ứng niêm mạc dạ dày. Thế thì vì vậy mà khi mà bạn dùng cái kim thần khang ấy, thì bạn chú ý là nên dùng khi mà bạn đã có ăn cái gì, chứ đừng dùng lúc đói bạn nhé. Thế thì hoàn toàn bạn có quyền vẫn dùng được kim thần khang để điều trị cái mất ngủ, cái chứng lo âu trầm cảm của bạn. Nhưng mà nó vẫn không bị hại dạ dày bởi vì bạn dùng sau khi ăn độ 1 giờ. Cảm ơn bác. Dạ vâng, và xin được cảm ơn vị thính giả đã tin tưởng kết nối với tổng đài 1900 6255.